gặp em phút ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu, trong đôi mắt buồn sâu tim anh rộn bao khúc ai ân, hồn anh lắng bên nàng, cầm tay anh khẽ nói yêu em, yêu tha thiết nàng ơi, trên môi hồng tươi thấm hương đời, thẹn thùng lặng nhìn anh, nhìn anh em không nói, môi e ấp cười duyên, nhìn vào mắt người yêu, rồi anh thầm khẽ hỏi, hỏi rằng yêu anh chăng? Dù năm tháng phai tàn, lòng anh vẫn mãi mãi yêu em, yêu không phút nào phai, như duyên tình ta lúc ban đầu. Giờ rồi anh em ơi, về để người ta đóng cửa vũ trường chứ. Thôi về. Chị ơi, bản nhạc này của ai mà khá quá vậy ha chị Lệ Thu? Của anh Vinh đó nè. Ý là bản nhạc đầu tay của ảnh, mà cũng là bản nhạc lòng viết tặng chị đó. Chào Bích Nga. Chà, rất đúng giờ dữ à. Em Thu, anh cho em hay một tin quan trọng. Anh được làm sư rồi. Anh đi tu sao mà tính làm nhà sư? Bậy nè. Anh được làm dược sư biết chưa? Anh đậu rồi hả? Trời ơi, em mừng quá. Nhưng... Ủa? Sao em lại buồn? Anh Vinh ơi, bác sĩ vừa báo em thọ thái 3 tháng. Mặt mày em chang vang, tâm hồn em như đảo lộn quy cuồng. Như vậy là tính mừng chứ, sao em lại buồn? Anh ơi, dư luận làm sao tha thứ được, gái chưa chồng mà đã thổ thay. Nếu một mai ba má anh ở tình không bằng lòng cưới em phải làm sao? Chỉ còn quỷ kiếp đi má đào, mượn dòng nước bác làm mồ chung thay. Giờ ấy em đừng lo, ba của anh có khó thật, nhưng má của anh thì cưng anh, thì chuyện gì lại không được. Thôi về em. Ông ơi, ông à, đi đâu mất rồi ha? Ông ơi. Ơi, mắt thầm mấy chậu kiển một chút bà đã réo om sòm hả? Bà làm như bà mê tôi lắm vậy. Ai mà mê ông hồ nào đâu nè. Không mê, không mê. Tại sao cái ngày mà tôi đến tôi coi mắt bà đón tôi, bà biểu: anh ơi, anh nhớ cứ em lẹ lẹ nghe anh hai. Ôi, đừng có bài đặt chuyện nói lãng mà. Tôi kêu ông vô là để hỏi coi ông xa chú Năm đi đâu không dài. Thì đi Sài Gòn về vụ thằng Vinh chứ đi đâu. Dạ, thưa ông bà, tôi mới về. Dữ không? Sao chú đi lâu quá vậy? Công chuyện ở nhà không ai làm hết trọi hả? Dạ, thưa bà, bị phải chờ công chuyện của ông giao phó đâu đó cho nó xong xuôi. Dạ, thưa ông, đây là tấm ảnh. Dạ, thợ chuyên môn mới làm giả về được đâu ông à. Ờ, giống y như hai đứa chụp chung ha. Thế nào nó cũng làm. Dạ, dạ thưa ông, còn đây là bức thơ giống hệt như là tuồng chữ của cậu Vinh với cô Lệ Thu vậy. Nói nhỏ một chút đừng cho bà biết. Chuyện gì bí mật dữ vậy ông? Bà lại chị Phổ đi, rồi chút nữa bà về bà sẽ biết. Ông ráng mà giữ bí mật nghe không? Tôi đi à. Chú Năm à. Dạ. Mai chú trở lên Sài Gòn trao tận tay con Lệ Thu lá thư này với 20.000 đồng bạc, nói là của thằng Vinh cho nó, nghe không? Dạ. Dạ, ông bảo sao à, tôi nghe vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi sao mà lương tâm nó cắn rứt quá ông à. Sao hôm nay chú nói lạ vậy? Dạ thưa ông, hổm rày tôi suy nghĩ lại tự thấy như tên sát nhân vô lương, đốn mạc y ương hèn, gian tiếp nhung tay phá hoại đời một tỷ nữ nhi. Mấy hôm mà nay tôi đã xuống tận Sài Gòn, đã nghe hiểu rõ ràng và thế của nàng Lệ Thu. Sao? Thưa ông, dẫu nàng là một ca nhi của các nghi vũ trường, nhưng rất đúng đắn đàng hoàng, ai ai cũng đều mến đều thương. Vậy à?
Dạ. Nàng đã yêu cậu Vinh, tình ý tưởng không có giữ gìn, nên kiết tử nhâm thần. Nhà để coi à, tính đã có ba trăng. Ngày nay tôi dân kế ông, hầu có dứt mối thơ tình, để cậu Vinh đi của mình cưới cô Hương Quyền giàu có. Nàng đành chịu khổ sở với cái cảnh bụng chữa dạ mang. Ông chắc nàng khó sống được bình an trong cõi trần gian. Thứ xương cà vô loại đó mà dám chết. Tôi hỏi chú, một là hy sinh con Lệ Thu, hai là hy sinh danh giá gia đình tôi, chú binh vực bên nào? Dạ lẽ tất nhiên là tôi binh vực ông. À, vậy thì chú đừng có nói lộn xộn gì nữa. Chú đi nghỉ đi rồi mai đi sớm. Đi đi. Và gọi thằng Vinh ra đây cho tôi dạy việc. Dạ. Vinh à. Dạ. Bà với má con đã chọn con Hương Quyền, con của ông bà cả ở trong làng mình, để cưới cho con đó. Thôi sửa soạn đi coi vợ đi con. Dạ thưa ba, xin ba cho con được tự do định đoạt lương duyên. Con trót yêu Lệ Thu, ba cho con cưới Lệ Thu đi ba. Câm, mày đừng có cãi tao nghe chưa. Chuyện gì dữ vậy, để tôi hỏi nó coi. Con Lệ Thu nó ở đâu, làm nghề gì vậy con? Dạ thưa má, Lệ Thu là một ca sĩ ở một vũ trường lớn ở Sài Gòn hả má? À, vũ trường là cái chỗ người ta đến mà để mà đáng xê đó phải không con? Đáng xê cái gì? Vũ trường là chỗ họ ôm nhau từng cặp, họ nhảy cà thọt đó. Ông sao ăn nói không có văn chương tao đàn chút nào hết á. Nói đáng xê là đúng rồi, chứ gì mà nhảy cà thọt là nhảy làm sao chứ? Cho bà nghĩ coi. Tưởng cho nó ăn học tới nơi tới chốn để nó cưới vợ môn đăng hộ đối, té ra nó lại đi thương một ca nhi của trà đình tủ điếm. Ba nói như vậy là sai rồi, vì cái nghề ca nhi cũng một nghề đẹp xinh. Đã là nghề thì cho nên nguyền rủa khinh hèn, bởi không nghề chi gọi là nghề xấu, chỉ có kẻ hành nghề xấu mới đáng miệt khinh. Thằng trời đánh này mày có câm không? Ca sĩ vũ trường đều vô loại xương ca, có con nào tử tế chỉ tao coi. Một cây mía ngon vẫn có đốt sâu cài, con xin ba đừng quơ đũa cả nắm trong tay. Quơ đũa cả nắm hay không á, mày xem thơ này rồi sẽ biết. Thơ của Lệ Thu à? Phải rồi, mở ra mà đọc đi. Anh thanh yêu quý của Thu ơi, Vinh là chàng ngốc si tình của em, vừa đậu dược sư và quyết về quê xin cưới em gấp. Em gửi cho anh tấm ảnh của chúng ta chụp chung hôm nọ, để cho anh nhớ em luôn, ghi tên Lệ Thu. Đó rồi, xem luôn cái hình này đây nè. Đúng là chữ của Lệ Thu, đúng là hình ảnh của con bội bạc này chụp chung với nhân tình của nó. Khốn nạn lắm. Đừng hèn yêu con, con nên bằng lòng cưới con Hương Quyền để trả thù bọn nó. Dạ thưa ba, con xin bằng lòng cưới Hương Quyền theo ý của bà. Con phải căng răng cho dứt mối tơ nguyền, nhưng xin thú thật rằng con không tranh được sống sang. Không thể trong nhất thời bảo tim hãy thôi đau. Dẫu Lệ Thu đang tâm phụ nghĩa đang vàng, vui say trên tim con đang rung máu hồng. Xin ba thương tình, ba hãy tha lỗi cho con, đã buông nhiều lời xúc phạm đến ba. Trăng thề đã qua một lần tròn khuya, sao nhạn chưa mang lại canh tinh thơ. Chào cô Lệ Thu. À, chú Năm, chú mang đến cho cháu một tin mừng phải không chú? Cô Lệ Thu, cô Lệ Thu ơi, tôi chỉ biết làm công việc của tên lão bọc trung thành với chủ, mang đến cho cô bức thơ của người cô mong đợi đêm.
thư không bù được công cô thắt thẻo ai hoài. Đây số tiền 2 vạn bạc cũng của cậu Vinh nhờ gửi cho cô. Cô ơi, hầu hết những mối tình đầu đều đẹp và cũng đều gặp gỡ trong gai. Có mấy ai được tròn duyên với kẻ đầu tiên, có mạnh lực khiến cho tim mình rung duyên. Thế có nghĩa là Vinh nhờ chú đến đây báo tuyệt tình với cháu. Cô Lệ Thu đang đi ra sau khi trao thơ và tiền cho cô rồi thì tôi lặng lẽ ra về. Nhưng thấy hoàn cảnh cô mà lòng tôi đi chua xót khi não nền. Thôi cô à, dời núi lấp sông thì dễ, còn níu kéo ái tình về khó lắm cô ơi. Tôi khuyên cô đừng khóc, lệ chỉ tăng thêm đau khổ, không có giải quyết được gì đâu. Cô cần tạo thêm nhiều nghị lực và đừng có vùi hồn trong bể khổ đau thương. Cô đọc thơ đi cô. Cô Lệ Thu, vì một sự kiện qua đau lòng, tôi phải cưới vợ ở quê. Xin cô hiểu cho, kèm theo đây 20.000 đồng để đáp mối tình mà Thu đã dành cho tôi. Chào Vinh biệt, Phạm Vinh kia. Trời ơi, không ngờ con người như thế lại vô cùng hèn hạ. Trả giá mối tình với 20.000 đồng. Chú Năm đem tiền về nói với Vinh rằng tiền ấy cháu gửi lại Vinh để làm lễ cưới. Và chúc Vinh vui say duyên mới, đừng nhớ gì đến tên của Lệ Thu. Chú Năm ơi, chắc cháu không sống được, bào thai này giết cháu chết còn đâu. Cháu đem Vinh vợ mẹ cha vùi lấp trong hôi tanh nhơ nhớp của ao tù. Mình à, bữa nay là bữa sinh nhật năm thứ 10 của con Diệu, mình quên rồi sao? Mới đây mà chúng ta đã chung sống 10 năm rồi. 10 năm rồi, em chưa thấy mình vui vẻ với em dẫu một lần nữa à. Hay là mình ân hận vì em không xứng đáng làm vợ của mình? Em không xứng đáng chứ còn ai xứng đáng. Chính anh không xứng đáng đối với Hương Quyền. Em giữ trọn bậc vợ hiền 10 năm rồi, em chu đáo vô biên, tận bát nước chén cơm lon, sức khỏe cho anh. Em trọn đạo thờ chồng mà không thay lầm đổi tâm. Trái lại anh đây lạc lẽo vô ngần, bởi trong tâm hồn còn nhớ kẻ xa xôi. Dẫu họ đã phản tình chia rẽ nghĩa bố kình. Hàng nào bấy lâu nay? Nhưng hết rồi, giờ này chỉ còn có Hương Quyền của anh thôi. Má ơi má, má gọi người đàn hát bữa hổm về đây hát cho con nghe đi má. À, má biết ý con và cho người đi kêu rồi. Thưa mợ, em nhỏ ca sĩ tới mợ. Dạ, kính chào bà. Cô à, hôm nọ đi chơi tình cờ gặp em đây hát trước nhà hàng. Cháu nó thích quá nên hôm nay lễ sinh nhật của cháu, cháu nó đòi đi phải đi kiếm em về đây hát cho nó nghe đó. Nên bữa nay mời mẹ con cô đến đây đó. Dạ thưa không, Lệ Hà đây là cháu của tôi đó. Ủa vậy hả, xin lỗi cô nha. Dạ, em xin hát bài Gặp Nhau Buổi Ban Đầu. Gặp em phút ban đầu, thơm hương đời.
nhìn anh em không nói môi e ấm cứ duyên, nhìn vào mặt người yêu rồi anh thầm khẽ hỏi, hỏi rằng yêu anh chăng, dù năm tháng phai tàn lòng anh vẫn mãi mãi yêu em, yêu không phút nào phai như duyên tình ta lúc ban đầu. Hay quá hay quá. Diệu, đi với má vô buồng lấy tiền tặng cho chị đi con. Thôi, chị Lê Hà đi với con à. À, cũng được nè. Cô à, bài của em bé hát vừa rồi, ai dạy nó vậy cô? Má Lệ Thu của nó dạy đó. Ủa, Bích Nga, em bé này là con của Lệ Thu à? Má nó là người đàn bà bị lường gạt một cách tàn nhẫn, hiện giờ đang hấp hối trên giường bệnh, mà vẫn luôn luôn nhớ đến tên Sở Khanh Tàn Bạo đó. Trời, nói vậy em bé này là con của tôi. Đúng như vậy, nhưng nó không nhìn người cha điếu giả của nó đâu, mặc dù cha nó có giàu sang thế mấy. Sao cô lại mắng tôi? Chính cha ghẻ của nó mới điếu giả, bỏ thân của nó ra nông nỗi này. Cha ghẻ nào? Từ lúc anh dở trò phản bội, mẹ nó sống như vậy nuôi con kia mà. Muốn biết ai phản bội, cô hãy xem thơ và hình này. Cậu Vinh ơi, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày sự thật rồi tha thứ cho người lão bọc trung thành. Thơ và hình đều giả, chính ông sai tôi kêu thợ thuê làm. Vì cậu lầm cô Thu phản bội nên bằng lòng cưới mợ theo lệnh của ông. Hơn 10 năm thì cậu mãi âu sầu, tôi vô cùng hối hận. Chính tôi cũng tan tận đã hộp đi cùng ông chia rẽ mối duyên lành. Năm mà nãy giờ chú ở đâu? Nãy giờ tôi ở bên trong á. Dạ, tôi cũng đã nghe hết rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn yên trí rằng Lệ Thu được sống trong hạnh phúc huy hoàng, còn con tôi cũng được sống trong các phụng lầu vàng. Ai có ngờ đâu Lệ Thu vì tôi tỏ bình, sống nghèo nàn khổ sở với con. Nga ơi, nga chỉ dùm nơi Lệ Thu hòa bình đặng tôi đến nơi an ủi người thương, để tôi săn sóc thuốc thang và xin nhìn nhận đứa con lạc loài. Được rồi, tôi sẽ báo tin với Lệ Thu chuyện này, còn việc tiếp anh hay không tiếp là một lẽ khác. Lệ Hà ơi, đi về con. Cô cầm 1.000 đồng về lo thuốc thang giùm cho Lệ Thu. Ngày mai anh trao cho chị Lệ Thu á. Đi về con ơi. Hà ơi, Hà, cô ăn cơm chưa con? Dạ con ăn rồi. À mẹ ơi, cha con còn sống hay đã chết rồi à mẹ? Cha con đã chết từ khi con chưa ra đời lẫn con. Sao nay con lại hỏi đến cha con? Để hôm qua đó, con đi hát ở nhà cái con nhỏ đó đó, nó tên là Diệu. Con thấy ba nó cưng nó quá à. Con nhớ lại con không có cha, con tủi thân quá à mẹ. Thôi con đi nha mẹ. Tối rồi con đi đâu? Con nghe dì Nga nói đã ai bụi không tiền lo than thuốc cho mẫu thân nên giàu cho. Trời mưa làm sao con cũng chạy ra ngoài phố chợ để hát kiếm tiền đem về cho mẹ hiền. Đừng đi con à, đừng đi con. Cái gì đó chị Thu? Trời ơi, trời mưa mà con Hà nó đi hát, lấy tiền về lo thuốc men cho chị. Tội nghiệp cho con tôi. Vừa rồi nó lại hỏi về cha của nó nữa. Nghe chị nói cái giọng sầu nãy hoài em chán quá à. Thôi để em hát cho chị nghe cái bản này cho đỡ buồn nha. Chiều tàn dần rơi, mờ khuất chân trời,
lòng ta thương nhớ nơi chốn xa vời. Ngày nào anh đi nhìn lá thu tàn, biệt ly xa cách vẫn dương sầu đau. Bài ấy nghe buồn quá. 5 phút nữa chị sẽ có tin vui. Vinh sẽ đến mà. Ủa, sao chị biết? Hôm qua đến hát tại nhà anh ấy về, em với con Hà nhắc tới nhắc lui mãi. Chị đã nghe hết rồi em. Anh ấy bảo rằng không hề có gửi tiền và viết thơ đoạn tình với chị. Anh ấy hứa hôm nay đến gặp chị đó. Em còn ngây thơ quá. Đứng trước mặt em, một vị thẩm phán của tòa án lương tâm, anh ấy bịa đặt ra như vậy để khỏi phải xấu hổ với em. Chứ đời nào anh ấy đến đây mà em trông ngóng. Em lấy cây đàn cho chị mượn. Dạ, đàn đây chị. Lâu quá không có hát bài gặp nhau phút ban đầu. Hôm nay nhắc tới anh Vinh, sao bỗng nhiên chị lại muốn hát. Gặp em phút ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu. Trong đôi mắt buồn sâu, tim anh rộn bao khổ khai ân. Em Thu. Anh Vinh. Em Thu có cha mẹ của anh đến đây thăm viếng và mong em bỏ cho những chuyện đã qua rồi. Kính chào thái đó, con yếu lắm, thôi nằm nghỉ đi con à. Nhìn sức Thu đã kiệt tàn đến thế, tim gan anh còn hơn là muối sắt kim châm. Em ơi ba má anh đã hồi tâm nghĩ lại, đã biết thương và muốn nuôi nâng thân em, muốn đem cháu nội về quê cho cha con ông cháu chung vui sum vầy. Phải con à, chính cha giả mạo tuồng chữ thần Vinh để gửi thơ cho con, cũng chính cha làm hình giả để gạt nó. Ôi đầu đuôi tại ông hết thảy á, thôi con đừng giận ba giận má nha con. Hai bác Minh Quang dùng cháu, cháu vô cùng hả dạ, còn về trách thần, cháu nào dám trách thần. Hai bác đến đây cháu hết sức vui mừng, cháu có nhắm mắt cũng vui lòng hả dạ, vì con của cháu đã được gần ông nội bà nội, và được áp ổ tình cha mà 10 năm qua nón khao khát mong chờ. Nga, kêu Lễ Hà về cho chị thay mặt nó, để nó mỉm cười nhìn nỗi với cha, cho chị thấy nét vui hiện trên mặt khi nó, để chị yên lòng về nơi cõi với bà. Mẹ, về đây nè mẹ. Con, đây là ông nội, bà nội, còn đây là ba con. Con lại mừng đi. Con lại ông nội, bà nội, con lại ba. Mời bà vô. Kìa, vợ anh đến kìa. Không sao chị à, em hiểu hết về chị và thương chị vô cùng. Nếu tôi có mệnh hệ nào, cô nuôi dùm Lễ Hà, tôi lấy cô đừng hà khắc với nó tội nghiệp. Xin chị yên tâm, em vâng lời chị. Em nên lo sức khỏe của em nhiều hơn. Còn sức đâu nữa mà lo. Vinh biệt Thu. Chào anh. Em Thu. Mẹ. Kìa, Thu. Mẹ. Thu. Thu. Trời. Thu. Thu. Bóng đêm về
cuối thôn buồn em chờ. Sao chỉ có anh đã về và từ đây nối duyên tình ta đắm say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi, nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau có ngờ đâu tan nát rã rời. Anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn khổ hằn cả một trời băng giá cô đơn. Và từ đây tôi sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ? Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mấy hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa ý xa thầm muôn trùng sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi, nói ra thêm những ý nghẹn lời, đời anh ấy đã nghĩ chết rồi tình thương. Càng thấm thiết đi lại càng thêm sâu. Trời xanh thế dần biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần.
đừng khóc nữa. Từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên, khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luân lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung, cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.